quý vị có thể nói Bolero xuất phát từ nhạc Pháp, nhưng vào lời Việt với những dấu của chữ Việt Nam thì lúc đó những từ ngữ tha hồ tung cánh, những luyến láy rất Việt Nam và đã tạo nên sự hấp dẫn tuyệt vời cho dòng nhạc Bolero. Và hình như dòng nhạc ấy vượt qua thời gian vẫn tiếp tục để sống mãi trong lòng những người yêu nhạc. Thưa quý vị, có thể nói Bolero là dòng nhạc country của Việt Nam. Từng câu, từng chữ, từng nét luyến lấy đã đi vào cảm xúc của chúng ta, là lời ca, tiếng hát, là tâm tư, tình cảm. Và có lẽ vì vậy mà Bolero đã trở thành một dòng âm nhạc không thể thiếu của người Việt Nam chúng ta. Thanh Bạch có gặp ca sĩ Giao Linh hỏi: "Chị Giao Linh ơi, chị hát bài gì?" Chị nói: "Chị hát bài Khuya Nay Anh Đi Rồi." Thanh Bạch mới hỏi: "Chị ơi, anh đi đâu?" Cô Giao Linh trả lời: "Anh đi đâu thì em đi theo đó." Một tràng pháo tay, nữ ca sĩ Giao Linh xin được mời quý vị.